này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với nhãn giới thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì đối với nhĩ tĩ thể thân ý giới thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì sao này thiện hiện vì tự tánh của nhãn giới không sở hữu tự tánh của nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không sở hữu đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối truyền này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với sắc giới thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, vì đối với thanh hương vị xúc pháp giới thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì sao? Này thiện hiện, vì tự tánh của sắc giới không sở hữu, tự tánh của thanh hương vị xúc pháp giới cũng không sở hữu, đại Bồ Tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối chuyển này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với nhãn thức giới thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì sao này thiện hiện vì tự tánh của nhãn thức giới không sở hữu tự tánh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không sở hữu đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối truyền này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với nhãn xúc thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc thối truyền nên gọi là bất thối truyền vì sao này thiện hiện vì tự tánh của nhãn xúc không sở hữu tự tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng không sở hữu đại bồ tát nào chẳng an trụ trong đó thì gọi là thối truyền này thiện hiện đại bồ tát ấy vì đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển vì sao? Này thiện hiện, vì tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, tự tánh của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng không sở hữu, đại Bồ Tát nào chẳng an trụ trong đó, thì gọi là thối chuyển.